Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội đến 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, hội nghị đã thảo luận và đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, rà soát tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra, kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kiểm tra. Thưa quý vị, kết luận cuộc họp ngày hôm qua của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, những kết quả đạt được mới là bước đầu. Chặng đường sắp tới sẽ còn rất gian nan, nhưng chúng ta có cơ sở khoa học và thực tiễn để tự tin thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình dịch bệnh, diễn biến của các chủng virus mới, khẩn trương xây dựng chương trình tổng thể về phòng chống dịch, có kịch bản, phương án, chuẩn bị nguồn lực con người, cơ sở vật chất, cách vận hành, tổ chức diễn tập chủ động, đồng thời khẩn trương hoàn thành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cùng với đó làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, không để sót lọt người cần hỗ trợ, nhanh chóng khôi phục chuỗi cung ứng lao động, giữ vững ổn định chính trị xã hội, an toàn trật tự xã hội, khẩn trương có giải pháp mở cửa trường học. Bộ Y tế hướng dẫn an toàn, khoa học, hiệu quả, kịp thời để các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến dịch tiêm chủng vaccine, trong triển khai thực hiện nghị quyết 128 phải nhất quán, thông suốt từ trung ương xuống địa phương, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Địa phương tuyệt đối không được ban hành các quy định trái với chỉ đạo của cấp trên. Nếu thực hiện cao hơn, sớm hơn, phải báo cáo cấp trên.